lớn lên là một người tên là Đỗ Hương, đã ghi lại một dấu ấn rất là riêng của họa sĩ. Vậy thì họa sĩ có thể chia sẻ bằng 100% lụa tơ tằm của ngoài Bắc. Thứ hai là có những họa sĩ khác có thể dùng cái lụa cũng là chất liệu lụa nhưng mà có thể là có nhiều loại lụa khác nhau, nhưng mà tôi chỉ dùng cái loại bằng lụa 100% tơ tằm của Việt Nam, miền Bắc Việt Nam. Và cái tên lụa của Hương thì cũng nhiều người cũng hỏi, và tôi cá nhân thì tự thấy là mỗi người vẽ thì đều ra một màu sắc riêng của họa sĩ. Tất cả các họa sĩ vẽ lụa đều có một màu sắc riêng, và tôi cũng muốn khẳng định cái điều đó nên tôi lấy tên là lụa của Hương.